Chiều ngày 7 tháng 9, Chi bộ ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2022 năm 2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy xã chọn làm điểm. Đồng chí Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng 25 đảng viên chính thức và các đại biểu tham dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, chi bộ ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Toàn ấp có 637 hộ với 2.214 nhân khẩu, đời sống người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và mua bán nhỏ. Với sự chủ động, chi bộ đã lãnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quan tâm vận động nhân dân, thực hiện thắng lợi sản xuất nông nghiệp, với sản lượng đạt 5.354 tấn, triển khai thực hiện hai mô hình sinh kế là nuôi cá đàng quần và lúa mùa nổi nhằm tăng thu nhập cải thiện và nâng cao đời sống người dân công tác đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội chăm lo người nghèo được quan tâm thực hiện tốt đặc biệt nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng đoàn kết đóng góp tiền và hiện vật thực hiện đường ra cánh đồng và mô hình tự quản về vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh sạch đẹp an toàn Nhờ đó, năm 2021, chi bộ ấp Phú Thạnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyền ở phố ký quyết định công nhận ấp đạt chuẩn nông thôn mới, được đảng ủy xét công nhận vững mạnh xuất sắc hàng năm. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn cho sự phát triển lớn mạnh của tổ chức cơ sở đảng. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ mới, tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, bí thư đảng ủy xã Phú Hữu, yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đảng và sức mạnh trí tệ của tập thể trong mọi hoạt động, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Trước tiên, chi bộ cần tập trung kiện toàn ban nhân dân ấp, các đoàn thể chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên với mục tiêu đông về số lượng, mạnh về chất lượng, xây dựng lực lượng, nồng cốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh chi bộ vận động nhân dân tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần cùng đảng bộ sớm thực hiện hoàn thành xã nông thôn mới. Trên tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, đại hội đã bỏ phiếu bầu chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Tạ Hồng Cần được tín nhiệm giữ chức bí thư chi bộ ấp Phú Thạnh nhiệm kỳ năm 2022-2025. Đại hội đã quyết nghị thông qua nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 13 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu cấp mới ít nhất 5 căn nhà cho hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 2%, vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86% trở lên, duy trì nhân chất các tiêu chí chỉ tiêu ấp nông thôn mới và chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm.